Bắt đầu hành trình. Chào các bạn. À, mình đây là Đồng Phai anh nhỉ? Đồng Phai. Hôm nay mình lên trên Đồng Phai của Đồng Phai Hồ Đác. Hồ Đác của Lục Ngạn Bắc Giang. Ờ đúng rồi, đây này là một phần của đuôi Hồ Cấm Sơn. Ở đây thuộc Đồng Phai thì Hồ Cấm Sơn chúng ta đều biết rồi. Nó là một trong những hồ lớn của Việt Nam. Nếu như hồ Tây là hồ lớn không có trong bản đồ của Việt Nam đâu, như hồ Cấm Sơn có trong bản đồ Việt Nam, thì chúng ta biết cái hồ Cấm Sơn nó lớn mức độ nào. Thì hồ Cấm Sơn nó bắt nguồn thì một số dòng suối ở Tân Sơn chảy xuống, hoặc là hồ Đáp Cấm Sơn chảy xuống và chảy bắt đầu nguồn của dòng sông sông Thương chảy qua phần Lạng Sơn. Thì hôm nay mình lên trên nhà anh trên này thì anh là anh vợ của mình thăm anh, cũng như hôm nay Tết Dương lịch anh em đi cả nhà mình đi chơi lên đây. Thì anh có cây ngũ sắc, thì anh làm bông đĩa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ sửa dáng một chút, mình chuyển sang cây dáng huyền. Nếu như là chuyển sang huyền thì sao trọng chút xuống một chút này đẹp hơn đấy, như này. Nhưng bây giờ mình cứ để cái này đã, xong khi nào mình làm sau thì anh làm bông đĩa thôi. Bây giờ mình bỏ cái đĩa ra, mình sẽ sửa thành cây dáng huyền các bạn nhé. Cây dáng huyền thì các bạn quan sát, đây là cái mặt chính của nó. Đây có cái bẹ, cái gốc của nó rất là đẹp. Cho lại gần một chút bởi vì là vừa nãy cả cái bông tán nó to quá. Đây, đây bật flash lên, flash lên rồi. Thì đây là mặt tiền các bạn nhé. Thì nguyên tắc làm cây chúng ta làm mặt tiền như nào? Mặt tiền là thứ nhất là chúng ta để cái bẹ rễ nó đẹp, để lấy cái phần đẹp nhất của thân. Và cái thân đầu tiên chúng ta nên để cái chiều sâu là tạo cái mặt cái co đằng sau là nó gặp lại tạo chiều sâu hơn, đấy rất là sâu. Thì cành đầu tiên chúng ta nên để cành sau, những cành đằng trước thì chúng ta bỏ đi, những cành này bỏ đi. Và để cái cành bên này anh nhá. Những cành mà nó rắc rối lung tung thì bỏ đi hết cho nó gọn gàng. Sẽ để cành này là cành thứ hai. Ra đây là cành đầu tiên luôn đi. Bởi kia nó gần quá, cây nó nhỏ thôi. Cắt nó gọn. Cành đầu tiên để cành này, cành thứ hai bên này, bỏ nốt những cành dưới này đi. Cành đầu tiên chúng ta nên để đằng sau nhé, để đằng sau để tạo chiều sâu. Chiều sâu là gì? Tức là nhìn thấy cành nó xa sâu hơn, nó làm cho cây trông như là mình nhìn một dãy núi từ xa vậy, rất là sâu. Bỏ nốt cành đi. Ui dồi, kéo anh cho nó bấm kẹp vào tàu khoa. Còn cái trong này chưa? Rồi. Bây giờ đầu tiên là cành nó rối rắm quá, mình bỏ bớt cành đi nhá cho nó gọn gàng đi đã. Nó nhiều quành quá. Ôi kẹp này. Sưng ở tay. Sao nào? Ôi nó gần quá. Kẹo cũ đúng không? Cái cành này nó ở trong thì bỏ đi nhá, không cần lấy nữa. Kẹp đầu quá nhỉ, kẹp sưng cái này. Thôi cứ bỏ bớt mật đi. Đây là cành thứ hai nhưng mà bớt cho gọn gàng tí. Bố làm phải xem cho nó đẹp không nhá. Đẹp chứ. Ngũ sắc chửi là chê hoa thôi. Thôi cành thứ nhất bỏ đây thì bỏ cành này đi cho nó. Thì chưa mới đẹp. Thôi cứ để cái cành này nó rậm rậm một tí. Đây là cành đầu tiên, đây là cành thứ hai. Thì đây là cái mặt, đây là cái ngọn nhá. Thèm ngọn dưỡng được, cho là cứ bỏ bớt. Đưa nó cười. Đấy. Cành thứ nhất đây này. Cành thứ nhất đằng sau để tạo chiều sâu nhá. Thậm chí có sao có thể để cái cành này đây có một cái bông nhỏ lên đây làm cái đỉnh ngọn được. Đây là cành thứ hai. Để cứ cắt bớt đi trong. Còn đây là ngọn. Đây là ngọn. Nó đến cho anh em rồi. Thưa. Hay để đây làm ngọn đi cho đẹp hơn. Và sau cây nó cua lại này. Tức là giống chữ C.
chữ cờ mà ôm lên nhiệm trọng, giống như cây cảnh mà gọi huyền phượng vũ của tác giả Đặng Xuân Cường, người ta gọi là Cường họa sĩ. Cây đấy nghe nói bây giờ là ông ấy bán rồi, tác giả đã bán thì cho một người, bây giờ họ đấu giá, họ nói họ treo giá là 65 tỷ đấy. Ông Cường họa sĩ thì thật ra là em hay đến đây chơi giao lưu thì mình gọi là thầy, bởi không dạy gì đâu, nhưng mà mình thứ nhất là tuổi tác người ta hơn, hai là người ta bậc hàng đầu của cây cảnh Việt Nam, mẹ em gọi là thầy. Cái cây mâm xôi con gà là cây của ông ấy, là bây giờ có thể gọi là cây đắt nhất. Thời gian trước em xem mạng thì là thuộc của ông quyền sở hữu của ông Thành Việt Trì, không biết ông làm nghề gì, như là ông Thành Việt Trì hay Thành Vàng hay sao ấy. Cây thứ hai cũng là cây nổi tiếng và cây gọi là dấu ấn thời gian, bây giờ thuộc sở hữu của Minh Dưỡng, toàn cây hàng mấy chục tỷ rồi, toàn mấy cây mấy chục tỷ rồi, không to lắm đâu. Thì bây giờ cây này chính là cành đầu tiên mình để đây anh ạ, cành đầu tiên để đây, sau đó thành bông đây, đây là thành bông đây. Còn nếu như là đây nó không có ngọn ấy, thì sau có thể là cho một cái cành ở đây nó lại đây thành cái bông ngọn trên này. Cành đầu tiên đây, cành thứ hai đây, và đây là cái ngọn, cành thứ ba để một cành bên này, cho cành này đi. Cành thứ ba đây, thế thôi. Còn cành thứ tư là mình đây. Cái sao chó trọng nhỏ nhỏ đấy, mình hết chỉ thế thôi. Sau đó nó đỉa ra vòng ngay nhỉ? Vâng. Nếu như ở đây nó có bông một cái cành nào đó mọc lên mà nó đỉnh ngọn càng tốt, không thì mình sau mình vắt một cành này lại. Cái cành thứ hai thì chỉ một bông đây, một bông đây, một bông bên này, một bông này, thế này nó cái bé thôi. Chứ để một nữa nó làm xùm nó quặn. Sau đó mọc ra anh kéo lên cũng biết lên đỉnh. Chỉ thế thôi anh ạ. Còn cây này cái sóng muốn đẹp thì mình chuyển dáng một chút cho nó huyền thêm một tí. Ta huyền là cây trúc xuống, đây như này thế. Đấy, như thế nó đẹp hơn. Chứ để vừa rồi nó chỉ rậm rạp. Và nó chỉ rậm rạp. Một sải. Nó ra một sải. Cộng với chục cái. Thôi tạm thời thế anh ạ. Tiền tỷ nữa. Cảm ơn các bạn xem video nhá.